Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiếng Việt của mình. Thì trong video các bạn mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đồng thuận một bi bằng 7.000 đô các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Đây, bi đồng thuận 7.000 đô một bi. Sản phẩm này được tính là 30% là tiền VND và cộng 70% là bi ha. Như vậy VND là 160k cộng cho 0.002 bi 3 hũ miễn ship, 5 hũ tặng kính, 10 hũ tặng quạt sởi, nhiều phần quà. Inbox để được bật mí thêm, cách dùng đông trùng hạ thảo sấy khô, giúp bồi bổ cơ thể, giúp ăn ngon ngủ tốt, giảm lão hóa, kéo dài tuổi thọ, giúp tăng sức đề kháng, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư, giúp hỗ trợ điều trị bệnh thận hư, liệt dương, di tinh, tăng cường sinh lý, cải thiện đời sống tình dục, kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol, hạ mỡ máu có thể ngâm mật ong ngâm nước sôi như pha trà ngâm rượu nấu đồ ăn vân vân tùy theo sở thích ạ à. chỉ đồng thuận trong cộng đồng bi đó rất là tuyệt vời cho các bạn à, mình nghĩ là cái sản phẩm này cũng rất là nhiều người cần đó các bạn ha bởi vì nó bồi bổ sức khỏe giảm lão hóa vân vân rồi chúng ta xem một số hình ảnh của nó các bạn nha đây Happy New Year đông trùng hạ thảo quà tặng cho sức khỏe thuận thảo chúc quà xuân trao gửi quý mão xuân về tết đồng viên vân thanh kiều đó đó các bạn thấy sản phẩm không đó rồi tiếp theo đó sản phẩm ha để trong cái hai hộp đó của bạn này Đó các bạn nào mà nhu cầu và đang có bi thì có tiền luôn thì đổi nha 30% là tiền mặt và 70% là bi Thì 160k là tiền mặt và 0.002 bi ha Đó rồi các bạn nào thì các bạn có thể tham khảo nha Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn chưa đăng ký bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn nha. Máy thiệu của mình vẫn là Picasso. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh youtube của mình hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube. Để cho các bạn để khi mình có những thông tin mới cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi. Rồi xin chào và hẹn các bạn là lần sau. À còn một điều đó các bạn. Thì cái thông tin này mình để trên lý việc Official nha. Các bạn nhớ cho vào cái cái kênh này để các bạn nhận nhiều thông tin hơn nữa các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn là lần sau.